phải đọc kinh, tự mình ngồi thiền, tự mình tu, không cần phải đi vô chùa, không cần phải tụ nhóm, không có cần phải gây quỹ đi từ thiện, tại vì tất cả đều sẽ vì cái tâm mình yếu lắm, mình có ai cũng có tâm từ bi hết. Nhưng mà khi đi gây quỹ từ thiện đó, một lúc nào thôi, đến một lúc mình thấy những sư phụ hay những người xung quanh mình đó họ lợi dụng mình đó, thì lúc đó mình thối tâm Bồ đề thì mình sẽ không còn tiếp tục cái dưỡng trí để mà tu học nữa. Thì lúc đó mình lại càng đi sai thì mình lại thành là con của một thiên ma nhỏ, nó bơ hai cái thế lực ở bên nào mà kéo nhiều con cháu của họ theo thì bên đó thắng. Phần của kiệt kiệt giao truyền, kiệt chỉ là loan tin truyền tin chứ kiệt không phải là truyền đạo. Nếu mà kiệt truyền đạo, kiệt nói đạo tối ngày là lên rồi, hoặc là kiệt kêu người này người kia, kiệt có 1.000 cách để mà nói truyền đạo, kiệt chỉ giao duyên thôi, chỉ nói lên vài lần trên cái clip, ai hiểu được thì hiểu, chứ còn không hiểu thì cũng tự mình cũng phải đi khấn đi xin, rồi đi tự mình cũng phải lo tu tập để mà cho mọi người. Cái Sài Gòn mà được ngày hôm nay á là mình không nói nha, từ từ sẽ hiểu. Tất cả các lãnh đạo tới ngày hôm nay á phải thức tỉnh, phải biết là mình có giỏi, có mưu toan, có mưu mô cái nào mình cũng không có thắng được ông trời hết á. Cái đó là lời thật. Càng mà chống chọi chừng nào á thì càng đi sai chừng đó, càng bị phạt nặng chừng đó. Đó nói Sài Gòn sẽ hết dịch nhưng mà lo đói với lo thiếu tiền sống. Thì thứ hai cái kế tiếp nói về cái tội mà con cháu hai thằng con của Ma Dương á, nó lấy hai chiếc máy bay nó đâm vô hai cái tháp, đâm vô hai cái tháp này, đâm vô hai cái tháp cháy chết khoảng 5-6 nghìn người gì đó, thì nhớ không rõ, khoảng ít nhất cũng 5 nghìn người chết ngay lúc đó, và thì nó sập xuống. Thì gần đây Kiệt cũng hỏi ngay mới sát, Kiệt cũng hỏi về mấy vị là 5-6 nghìn người bị chết này á, những cái thần hồn họ đi về đâu, thì các vị giải thích là có một số á là được đi về trời, còn một đa số á là họ đọa làm thú hết rồi, rồi một số á mà ác á là tiêu luôn. Đó là Kiệt biết là như vậy. Mà hai cái thằng mà lái chiếc máy bay mà đâm vô cái tòa nhà này á, nó nói á là nó giết được nhiều người thì thượng đế sẽ thưởng nó, sẽ này nọ a la đó, nhìn trên là hoàn toàn là quỷ ma thời nay á cũng vậy. Những cái người mà chửi Kiệt, chống đối Kiệt á, nó cũng nhân danh là thượng đế, nó cũng nói nó là cha, rồi nó xưng này xưng kia. Kiệt hỏi trên hoài à, cha với mẹ với Phật mẫu chưa từng nhập xác ai, hay là chưa từng để cho ai xưng. Còn những người nào mà xưng cha rồi làm này làm nọ đó thì cũng giống như đó, hai cái thằng mà lái hai chiếc máy bay đâm vô cái tòa tháp này đó, cái hành động giết người như vậy á, không có thượng đế nào mà kêu nó làm hết. Thì những gần đây á thì có một số bạn link cho Kiệt mấy cái clip coi á, thì có mấy người giờ những lời Kiệt nói này gió ngã gió hỏi gió nặng họ đang thâu lại hết rồi, cái họ tìm cách để họ xiên sỏi. Thì Kiệt cũng khấn cho những vị đó là những vị Bồ Tát nghịch của Kiệt để mà tìm cái lỗi của Kiệt. Thì mong quý vị gắng tìm đi, nếu mà tìm được thì cứ đưa lên, tìm được nhiều lỗi chừng nào á Kiệt khâm.